Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đồng chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 10111 ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 5 năm qua, công tác triển khai thực hiện quy chế phối hợp quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quyết định số 10111 đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội thành phố. Các cơ quan chỉ đạo, định hướng và quản lý báo chí thành phố ngày càng thể hiện rõ vai trò và chức năng của đơn vị. Công tác chỉ đạo định hướng thông tin được thực hiện thường xuyên theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, góp phần cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Công tác điểm báo ngày, báo cáo báo chí tuần, giao ban báo chí, họp báo định kỳ hàng quý đã có những chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức. Công tác quản lý nhà nước về báo chí đã được chú trọng và đi vào chiều sâu, chủ động ra soát, tham mưu ban hành các văn bản về công tác quản lý báo chí trên địa bàn thành phố, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động báo chí, đáp ứng được yêu cầu mới phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về báo chí. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố có sự gắn kết và hợp tác tốt hơn với thành phố, thể hiện qua các sản phẩm truyền thông hỗ trợ rất lớn trong công tác quản lý điều hành chung của thành phố và quảng bá hình ảnh vị thế của thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Sự phối hợp giữa các ban ngành địa phương đơn vị trong công tác báo chí ngày càng chặt chẽ và đi vào chiều sâu. Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí ngày càng đi vào nền nếp. Việc phản hồi thông tin báo chí nêu của cơ quan, đơn vị được thực hiện nhanh hơn và đi vào nền nếp, góp phần ổn định dư luận xã hội, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố thời gian qua diễn ra hết sức sôi động. Công tác phối hợp quản lý báo chí trên địa bàn cũng đạt được nhiều kết quả tích cực bước đầu, đồng thời thẳng thắn nhận diện những khó khăn, hạn chế và nhấn mạnh thời gian đến trong xu thế phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, chuyển đổi số hiện nay, các cơ quan đơn vị địa phương cần tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp để làm tốt công tác phối hợp trong chỉ đạo quản lý báo chí trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng. Kiên trì cái tinh thần mục tiêu của quyết định 10111, có sửa đổi thì cũng phải kiên trì cái tinh thần này. Có mấy cái tôi nhắc lại thế này là tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác chỉ đạo định hướng quản lý báo chí trên địa bàn thành phố, góp phần tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, tích cực tuyên truyền cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần củng cố tăng cường sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn đảng bộ thành phố, sự đồng thuận trong xã hội và bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của đảng. Phát huy tính chủ động trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý báo chí tại địa phương, lập kế hoạch truyền thông cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên hơn bằng những hình thức phù hợp như là họp báo, cung cấp thông tin cáo báo chí ngắn gọn, đăng tải thông tin trên cổng trang thông tin điện tử về những vấn đề xã hội quan tâm, và thông qua báo chí các chủ trương chính sách của trung ương thành phố đến nhanh nhất, sớm nhất, kịp thời nhất với các tầng lớp nhân dân. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định số 10111 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.